Mới đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện trào lưu check-in thông qua camera giám sát của thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, trong quá trình hưởng ứng trào lưu này, nhiều người đã dừng xe giữa đường hoặc đứng dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông. Cụ thể, đoạn clip được ghi vào buổi tối trong một thời gian dài. Hình ảnh ghi lại cho thấy nhiều người đi xe máy, đi bộ, dừng đỗ giữa lòng đường vô tư tạo dáng, cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Điển hình như trong đoạn clip được chia sẻ vào ngày 28 tháng 8, nhóm thanh niên đã dừng xe máy dưới lòng đường ở khu vực trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để check-in. Tình trạng trên cũng xảy ra ở nhiều địa điểm như ngã tư Hồng Phúc, Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, cầu vượt Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, cầu vượt nút giao Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh. Được biết, tình trạng này xuất hiện từ khi Hà Nội ra mắt ứng dụng Ai Hà Nội. Người dân có thể truy cập vào ứng dụng này vào mục camera giao thông để xem hình ảnh từ camera trên địa bàn thành phố. Nhiều bạn trẻ đã tận dụng điều này để vào ứng dụng rồi chụp ảnh màn hình, chia sẻ lên mạng xã hội, sau đó tạo thành trào lưu, gây ảnh hưởng tiêu cực tới trật tự an toàn giao thông. Trên thực tế, ứng dụng Ai Hà Nội được triển khai với mục đích là kênh tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền thành phố Hà Nội. Thông qua kênh tương tác này, người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh toàn diện các vấn đề về đời sống, dân sinh, bức xúc tới các cấp chính quyền để tiếp nhận, giải quyết kịp thời. Đều có tiền án tiền sự, không có việc làm ổn định nhưng vẫn lừa các nạn nhân rằng có mối quan hệ với các cơ quan tố tụng, có thể chạy án, từ đó chiếm đoạt tài sản. Đó là thủ đoạn của Lưu Xuân Tâm, 45 tuổi, trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Trần Hải, 54 tuổi, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Hai đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, lợi dụng sự kém hiểu biết của người nhà các bị can, bị cáo trong các vụ án, Lưu Xuân Tâm và Trần Hải đã thông tin hứa hẹn chạy giảm án cho các bị can, bị cáo, từ đó yêu cầu bị hại phải chuyển tiền nếu muốn giảm án, sau đó các đối tượng sẽ chia nhau tiêu xài số tiền trên. Bước đầu, cơ quan công an xác định với thủ đoạn như trên, hai đối tượng này đã cấu kết với nhau và với các đối tượng khác lừa 4 bị hại tại các tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền 4,2 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan công an thông báo ai là bị hại của vụ án trên, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An để trình báo. Thưa quý vị, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Vietnampost cho biết, trong thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều trang fanpage giả mạo cuộc thi viết thư quốc tế UPU trên Facebook. Các trang này đăng tải thông tin sai lệch, hứa hẹn giải thưởng hấp dẫn để dẫn dụ học sinh và phụ huynh tham gia cuộc thi giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản. Theo Vietnampost, trang fanpage chính thức của cuộc thi tại Việt Nam chỉ có duy nhất địa chỉ Facebook, cuộc thi viết thư UPU Việt Nam, viết liền không dấu. Các hoạt động trên trang này được quản lý bởi ban tổ chức gồm Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng cùng Bưu điện Việt Nam. Ban tổ chức khuyến cáo phụ huynh và học sinh cần nâng cao cảnh giác và tuân thủ nguyên tắc 3-0, không làm theo yêu cầu từ các trang fanpage hoặc website không chính thống, không cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng, không truy cập các liên kết lạ hoặc thực hiện bất kỳ thanh toán nào mà chưa xác minh nguồn gốc. Trong trường hợp đã bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và giải quyết. Thưa quý vị, phản ánh đến kênh VTC1, người dân thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hơn 9 năm qua họ vô cùng bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất của nhà máy Á Mỹ. Dù đã phản ánh nhiều lần lên chính quyền, ngành chức năng, các cấp, thế nhưng theo người dân thì tình trạng trên không được xử lý. Để tìm hiểu thực hư phản ánh trên, phóng viên kênh VTC1 đã có mặt tại thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để ghi nhận. Theo chia sẻ của người dân ở thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng cách từ công ty Á Mỹ tới nhà dân quá gần, hoạt động nghiền sàng lại không được che chắn, nên cứ thế bụi đá bay thẳng vào nhà dân. Chúng tôi ở đây 9 năm rồi, bây giờ thì nó ô nhiễm quá, đưa các cháu đi học thì vớt nước, thì cứ rời mưa người ta tát nước theo mưa, người ta xả tất nước bẩn ra đây này. Đấy, các chị nhìn đấy, cứ thấy các chị về cái là bắt đầu dừng máy, dừng miếc hết. Nhiều hộ gia đình cho biết họ buộc phải chuyển đi nơi khác vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của gia đình. Vì nguy hiểm quá, ảnh hưởng môi trường sống ô nhiễm là chúng tôi tự gia đình phải đi. Có nhận được cái hỗ trợ nào từ Á Mỹ không ạ? Không ạ, không nhận được một hỗ trợ gì. Bây giờ ra ngoài kia thuê nhà tháng 3 triệu.
là 3 năm nay rồi, mất hàng trăm triệu rồi, thuê nhà để sống ra môi trường an toàn để sống cho con em thoát khỏi cảnh ô nhiễm đấy. Chưa được di rời, trong này vẫn ở trong này là rất ô nhiễm khói bụi trong này. Và cũng mong sao là chính quyền giải quyết cho bà con ở trong này đi ra ấy, khỏi cái khu vực công ty này cho đỡ ảnh hưởng khói bụi. Nhiều người cho rằng hoạt động sản xuất của công ty Á Mỹ đang bỏ quên lợi ích của người dân. Đại diện doanh nghiệp thì khẳng định điều ngược lại. Đối với hệ thống nước sản xuất chúng tôi thì hoàn toàn là tuần hoàn, không có xả thải ra môi trường. Từ nước sinh hoạt đến nước sản xuất chúng tôi quay đầu sử dụng lại. Còn lại các cái việc thu gom chất thải khác hoặc khói bụi hoặc là chất thải khác nói chung thì đều thu gom theo đúng cái quy định của DTM. Chính quyền địa phương cho rằng việc doanh nghiệp hoạt động sản xuất gần khu dân cư ít nhiều ảnh hưởng tới môi trường sống nên việc cần làm là sẽ sớm tách dân cư khỏi cụm công nghiệp. Khu vực Amre cụ thể đây là có nhà máy Á Mỹ. Cái việc mà tiếng ồn và khói bụi thì cái việc này thì do là cũng nằm sát liền kề với cái phạm vi ranh giới của nhà máy. Thì cái mắc này cũng đã có, Ủy ban huyện đã có kiến nghị với Ủy ban tỉnh để mà cùng tháo gỡ cái việc này. Phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường, lấy tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, carbon thấp. Với quan điểm trên, năm 2022, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Thế nhưng, ở nhiều địa phương, người dân vẫn đang phải sống mòn cùng ô nhiễm. Thưa quý vị, trước tình trạng gia tăng trường hợp chó nghi dại cắn người, tỉnh Phú Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc nuôi, quản lý đàn chó. Một số địa phương trong tỉnh triển khai các biện pháp bắt chó thả rông và xử phạt trường hợp vi phạm. Vào đầu tháng 8 vừa qua, một bé trai 7 tuổi tại thị xã Đông Hòa đã bị một con chó nuôi trong gia đình cắn vào vùng mặt, gây ra một vết thương lớn trên vùng mặt. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên tiến hành xử lý cấp cứu, gồm tiêm huyết thanh ngừa dại, khâu vết thương, sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định. Từ đầu mùa hè đến nay, trung bình mỗi tháng có khoảng 30 trẻ bị chó cắn phải nhập bệnh viện sản nhi điều trị. Riêng trong tháng 7 năm 2024, bệnh viện ghi nhận gần 60 trường hợp, trong đó có nhiều trường hợp bị thương rất nặng như bé trai này. Như các bạn đã biết thì chó cắn nó có thể gây ra bệnh dại. Và dại thì hiện nay thì hiện tại cũng chưa có một phương pháp điều trị nào khi mà để các cơn dại xuất hiện. Từ đầu năm 2024 đến nay, đã có không ít trường hợp bị chó nghi dại cắn, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Nhằm ngăn chặn tình trạng chó cắn người, các xã, phường tại thành phố Tuy Hòa đã thành lập tổ xử lý chó thả rông và ra quân thực hiện trên các tuyến giao thông, nơi công cộng. Trong tháng 7 vừa qua, toàn thành phố đồng loạt ra quân xử lý tình trạng chó thả rông với tổng cộng 266 lượt, bắt được 42 con chó, xử phạt 4 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 2,9 triệu đồng. Chó thả rông ngoài đường thì rất là phức tạp, nó chạy tứ tung hết biển rồi nó còn chạy. Phường cũng có triển khai bắt được một số, do đó thì mình cũng có xử lý. Rồi trong đó thì nhờ cái mặt trận đoàn thể, rồi các khu phố, hội nông dân, phụ nữ, người ta các là cuộc họp người ta cũng lồng ghép, cũng có tuyên truyền cho bà con, nhưng mà con cũng có cũng số người có ý thức, số người vẫn còn có không ý thức, vẫn còn có thì tình trạng thả rông. Khai kế hoạch mà bắt chó thả rông nhận được cái sự đồng tình hưởng ứng của người dân rất là lớn. Phương cũng đã chỉ đạo rà soát các hộ gia đình và bắt là tất cả các hộ gia đình có nuôi chó là đều phải ký cam kết với địa phương là không thả rông. Để ngăn chặn tình trạng chó cắn người và giảm thiểu bệnh dại, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, thì ý thức chấp hành trong việc quản lý vật nuôi tại nhà, không thả rông chó mèo của mỗi người dân rất quan trọng. Vì phòng ngừa cho xã hội cũng chính là bảo vệ cho bản thân và gia đình mình. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083-722-5566, địa chỉ email đườngdâynong@vtc.gov.vn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.